nay gia đình anh em của sàn Ricaret đến đây tham quan dự án The Center Central Park. Thì sau khi gia đình xem qua cái sao vàng thì cũng nhanh cũng lên đây giải thích về cái phòng tập gym. Kế bên cạnh phòng tập gym nó có phòng yoga và phòng đọc sách nữa. Từ vị trí của phòng tập gym, phòng yoga, phòng cách có thể ghi về yoga cái tiện ích nằm phía bên dưới khu di công viên của dự án The Center Central Park. Thì ở dưới công viên này thì cũng có sân chơi cho trẻ em, rồi hồ nước, rồi sân tập thể thao, vân vân và vân vân. Quý khách hàng muốn trải nghiệm những cái tiện ích của The Center Central Park thì hãy liên hệ ngay với Giang. Số điện thoại của Giang là 0914245855. Giang sẽ có xe đưa đón anh chị đến đây để mà mình tham quan chi tiết qua về những cái tiện ích ở đây như thế nào, để mình có thể lựa chọn cho mình một căn nhà ưng ý. Căn nhà ở đây là chủ đầu tư An Gia xây dựng là một trệt hai lầu và một sân thượng. Thì cảm ơn quý khách hàng đã xem qua video này. Thì Giang sẽ chia sẻ kỹ hơn tại dự án khi khách hàng đến tham quan. Hãy đăng ký ngay với khách hàng nhé. Giang có để link đăng ký ở đầu cái form bên dưới, hoặc là quý khách hàng có thể liên hệ với số điện thoại của Giang là 0914245855 để trải nghiệm trực tiếp tại dự án The Center Central Park. Chào quý khách hàng.